đêm. Đeo tai phone chơi game, tự nhiên một tên nào điên bóp chuông sùm như còng chen đang lên đồng. Làm ba tôi gồng dậy cái vụ gì đây, đứa con gái lầm bầm mấy câu rủa thầm. Cắt ngang giữa tâm gái mà giờ này ai, sao không chờ ngày mai hay là gặp phải mấy ông trẻ đùa dai. Liền bỏ hết phone ra khỏi tai, khi mà nghe tiếng chân bịch bịch sao tôi điên đầu. Tôi liền cau mày, sao ba cho họ lên lầu, làm mặt ngầu đúng cực hình đêm khuya. Cầu nhau lầu bầu nghe gần hơn chính là tiếng chân đất. Nhịp tim thình thịch như là cái beat, làm như chuyện không lành đã lên tiếng. Cầm cọc tiếng cửa xù, mở cửa ra, bất thình lình nhìn thấy hai thanh cha. Chỉ khóc kể ba nói muốn nhảy lầu đêm qua, rồi ba nói là ba nói đùa. Tôi khóc bài con đã làm được gì cho ba, coi như thu hoạch không đúng mùa. Nhưng mà đây vô thường hư không, làm ơn sống có cái tấm lòng. Đây vô thường hư không, đây vô thường hư không, làm ơn sống có cái tấm lòng. Đây vô thường hư không. Té muốn bể đầu về đi khui nắp chai bập hai phát có sao đâu. Ngầu một chữ ai cầm play, tôi đeo cặp kính màu đen, cá rừng cây dưới lá đâu có cần ghen. Và trong một đêm đầy buồn thêm, con không tin vào tai, cú điện thoại mẹ biểu về ngay. Tai nạn ba đo đường, thằng ba trên giường mặt xưng nhận không ra. Mẹ nó mất dịp phải không ba, con ngất tức nghẹn tắt trong mộng mà sao ba biết. Đời em còn cái gì mà phải tiếc. Giọng ba lại cất xu, đừng khóc con, ở đời có cái gì là mãi mãi. Thường hư không. Tình trạng làm em một giờ đêm. Đeo tai phone chơi game, tự nhiên một tên nào điên bóp chuông sùm như còng trên đang lên đồng. Làm ba tôi gồng.